Mến chào tất cả các bạn cùng đến với kênh Y Lực Sống của tôi. Các bạn thân mến, chúng ta vẫn đang ở trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Điệp ca hùng hồn Hallelujah vẫn được ca vang một cách trang trọng với niềm hân hoan. Chúa Kitô đã sống lại, Ngài đã chiến thắng sự chết, Ngài đã sống lại vì chúng ta. Chúa Kitô đứng chịu đóng đinh vì tội lỗi của con người, đã sống lại vinh quang. Đó là lời tuyên xưng mà chúng ta cùng nhau cử hành trong suốt tuần Bát Nhật Phục Sinh. Chúa Kitô đã sống lại và Ngài đã hiện ra với các môn đệ trong nhiều lần khác nhau. Tuy đã hơn 2.000 năm nay, nhưng biến cố phục sinh vẫn được trải nghiệm một cách cụ thể từng ngày. Khắp đó đây vẫn còn có rất nhiều thánh nhân, nhiều chứng nhân anh hùng sống xả thân chỉ vì để làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh. Bài tường thuật của Thánh sử Luca cho chúng ta biết rằng các môn đệ trên đường Emmaus mang một tâm trạng buồn bã và đầy lo lắng. Những gì mà họ hy vọng thì giờ đây đã bị tan tành trong mây khói, bởi họ nghĩ rằng Chúa Giêsu đã chết, coi như là một dấu chấm hết. Trong lúc suy nghĩ bối rối như vậy và đầy tuyệt vọng, thì Chúa Giêsu vẫn ở bên cạnh họ, cùng họ bộ hành trên con đường của cuộc sống. Đối với các môn đệ thì giờ đây Chúa Giêsu như là người xa lạ, nhưng họ có ngờ đâu, trong chính bối cảnh đen tối bi quan đó, Chúa Giêsu hiện diện bên họ cho dù họ không nhận ra Ngài. Các bạn thân mến, làm thế nào để chúng ta có thể nhận ra rằng Chúa Giêsu đang hiện diện trong cuộc sống của chúng ta đây? Thưa, chính là khi chúng ta gặp gỡ Ngài trong cầu nguyện, khi chúng ta đọc và suy tư lời của Ngài trong Kinh Thánh. Đối với các môn đệ trên đường Emmaus cũng vậy. Khi Chúa Giêsu dùng lời Kinh Thánh để nói với họ, để giải thích cho họ, thì họ đã nhận ra được Ngài không còn là một người lạ nữa, nhưng chính là Chúa Giêsu. Bởi vì các môn đệ Emmaus hiểu biết Kinh Thánh, nên việc giải thích của Chúa Giêsu không gặp trở ngại. Thiên Chúa không bao giờ xa cách chúng ta cả, thưa các bạn. Ngài luôn hiện diện bên chúng ta. Ngài ở đó với chúng ta trong cầu nguyện, trong lời của Ngài, trong các bí tích. Ngài luôn hiện diện ở đó để củng cố cuộc sống của chúng ta, như Ngài đã từng ở bên các môn đệ trên đường Emmaus. Thêm một dấu chỉ khác nữa để chúng ta có thể cảm nghiệm rằng Chúa đang hiện diện và cùng đi bên cuộc đời của chúng ta. Thưa, đó là dấu chỉ của bí tích thánh thể. Chính qua việc bẻ bánh, biểu tượng của một tình yêu chia sẻ đã giúp các môn đệ Emmaus nhận ra được Chúa Giêsu là ai. Nằm trong ý nghĩa đó, tôi xin mượn cuốn phim mang tựa đề Ánh Sáng Đô Thị để minh họa. Cuốn phim Ánh Sáng Đô Thị là một trong những cuốn phim hay nhất của Chạc Lô. Hay nói một cách rộng rãi hơn, đó là một cuốn phim hay nhất trong lịch sử điện ảnh. Cuốn phim này nói về câu chuyện tình của một ghẻ lang thang và một cô gái bán hoang. Nàng là một cô gái bán hoang mù lòa bên vệ đường. Một nhà tỷ phú trong vùng ngày nào cũng dừng lại mua hoa của nàng. Ngày kia, gã lang thang là Charlo cũng dừng lại mua hoa của nàng. Cô gái bán hoa tưởng rằng đó là người tỷ phú. Thế là một giấc mộng đã chớm nở và nối kết hai tâm hồn. Nàng tưởng mình gặp được người mình mơ mộng từ bấy lâu nay. Chàng thì hy vọng sẽ kiếm được tiền để chữa lành bệnh tật mù lòa của nàng.
Nhưng chẳng may, vì một sự ngộ nhận, chàng đã bị cảnh sát giam giữ. Sau một thời gian cầm tù, chàng được trả tự do. Chàng trở lại chỗ cũ để tìm người con gái mù, nhưng nàng không còn ở đó nữa. Nhờ tiền bạc trước kia, chàng đã gửi cho nàng người con gái đã được chữa lành và nay đứng trông coi một cửa hàng bán hoa rộng lớn hơn. Chàng đi qua đi lại nhiều lần, nhưng không thể nhận ra nàng. Tình cờ một cánh hoa hồng rơi xuống đất. Chàng nhặt lấy. Người con gái cười như nhạo báng. Chàng định bỏ đi, nhưng chợt nhận ra tiếng cười. Chàng quay lại. Chàng hỏi một cách nhút nhát: cô đã thấy được rồi sao? Người con gái bây giờ nhận ra được tiếng nói quen thuộc. Nàng từ từ nhặt chiếc hoa và gắn lên áo chàng. Và nàng thốt lên trong cảm xúc: anh đấy sao? Thế là cả hai bên đã nhận ra và họ sẽ không bao giờ xa rời nhau nữa. Các bạn thân mến, cuộc gặp gỡ trong bất cứ cuộc tình nào cũng là hình bóng của cuộc gặp gỡ trong đức tin giữa chúng ta và Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu và chúng ta là những con người có tự do. Do đó Thiên Chúa không nói với chúng ta bằng một ngôn ngữ nào khác hơn là tình yêu. Tình yêu không bao giờ là một cưỡng bắt, nhưng là một mời gọi tự do. Những người Do Thái thời Chúa Giêsu đòi hỏi những dấu lạ, những bằng chứng hiển nhiên về sứ mạng của Ngài. Ông hãy làm cho chúng tôi một dấu lạ. Ngày nay thì trái lại, với những tiến bộ vượt bậc về khoa học kỹ thuật, con người dường như không còn tin ở phép lạ nữa. Tưởng mình có thể chế ngự và làm chủ vũ trụ, con người như muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Chúng ta có thể ngạc nhiên tại sao Thiên Chúa không làm phép lạ nhãn tiền cho những người biệt phái hay cho những kẻ độc ác vô thần ngày nay. Tại sao Ngài không viết tên Ngài trên trời để xóa tan mọi nghi ngờ trong lòng người? Thưa các bạn, Thiên Chúa có lối sư phạm của Ngài. Ngài đã không là Thiên Chúa có những điềm lạ cả thể, nhưng là một Thiên Chúa đã chọn lựa làm tôi tớ để chinh phục tình yêu và lòng tín nhiệm của con người. Thiên Chúa không những là một Thiên Chúa có quyền năng ở bên trên con người, nhưng còn là Thiên Chúa ở bên trong con người. Và cái chết cùng sự phục sinh của Chúa Giêsu chính là dấu lạ cả thể nhất, bởi vì đó là dấu chứng của tình yêu. Chúa Giêsu đã nói đến dấu chứng đó khi dùng hình ảnh của tiên tri Jonah. Jonah được Thiên Chúa sai đến cho dân thành Ninive. Ông tưởng Chúa sẽ dùng ông để làm một dấu lạ cả thể khiến dân thành sẽ tin vào sứ mạng của ông. Nhưng cuối cùng, qua con người của ông, Thiên Chúa chỉ kêu mời sự hoán cải và tình yêu. Thưa các bạn, Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta qua những sinh hoạt và những biến cố tầm thường nhất trong cuộc sống. Ngài mời gọi chúng ta nhận ra Ngài trong cái ăn, cái uống, cái mặc, trong tiếng cười, tiếng khóc, trong tất cả mọi gặp gỡ của chúng ta với tha nhân, và ngay cả trong cái chết mà con người cho là điểm cuối cùng của cuộc sống, Thiên Chúa cũng có mặt. Nhận ra Ngài như cô gái bán hoa đã nhận ra giọng nói của chàng trạc lô. Đó là ơn gọi của người Kitô hữu chúng ta. Một đức tin trưởng thành không đòi hỏi và thử thách Thiên Chúa, nhưng tín thác
và nhận ra dấu chỉ của Ngài qua những cái tầm thường nhất trong cuộc sống. Ngợi khen Chúa Kitô. Và chúc tất cả các bạn có được những ngày mừng phục sinh được tràn đầy ý nghĩa. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trên những video clip sắp tới của tôi.